Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Tôi là Bùi Đức Quyết, là một trong những người sáng lập kênh GH Shop. Trong 3 năm qua thì Đức Quyết cùng với GH Shop đã giúp cho hàng nghìn bệnh nhân đã đẩy lùi được những cái căn bệnh mãn tính hay nan y, và đặc biệt là lấy lại được cái sức khỏe và sắc đẹp của mình. Trong cái video ngày hôm nay thì Đức Quyết sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, đó là sản phẩm Z-Zert. Mà trong thời gian vừa qua thì rất nhiều các cô bác anh chị đã hỏi Đức Quyết rằng là sản phẩm Z-Zert này tại sao lại có nhiều cái mẫu mã, nhiều giá và có nhiều vị như vậy. Trước khi đi chia sẻ câu chuyện thì Đức Quyết chia sẻ tại sao Đức Quyết đã biết đến cái sản phẩm Z-Zert. Cách đây 3 năm khi mà Đức Quyết vẫn có mặt ở phòng khám ở cổng viện ca Tân Triều, thì cái cơ duyên mà khi một người con của bạn Đức Quyết là bị ung thư máu giai đoạn cuối, không thích ứng được các loại thuốc của bệnh viện ca cũng như các loại thảo dược của Lamy, và đến với lại phòng khám Đức Quyết là trong cái tình trạng là vô cùng tuyệt vọng, thì may mắn được một người thân của Đức Quyết ở Mỹ có đưa cho một cái sản phẩm Z-Zert để dùng. Và điều vô cùng tuyệt vời là từ một cái thể trạng của cháu là một tháng rời cháu không ăn được, thể lực là suy kiệt và sức đề kháng không có, và gần như trong cái tình trạng là rất là nguy kịch. Thì điều vô cùng tuyệt vời là chỉ sau khi mà cháu dùng trong vòng 5 ngày thì cháu đã hoàn toàn, da dẻ đã hồng hào và sức khỏe lấy trở lại. Và điều tuyệt vời hơn nữa là sau khi đó thì Đức Quyết cũng có cái cơ duyên là mua giúp và đặt giúp rất nhiều cho những bệnh nhân khách hàng của mình. Và có thể nói rằng cái thời điểm đó mua được những cái sản phẩm Z-Zert này nó rất khó khăn. Có những thời điểm nhờ chuyển từ nước ngoài về cũng phải mất tầm 3-4 tháng mới có sản phẩm để dùng. Và ngày hôm nay thì có rất nhiều cô bác anh chị đã đặt câu hỏi cho Đức Quyết mà tại sao sản phẩm Z-Zert này có nhiều cái mẫu mã nhiều giá như vậy, và đặc biệt có nhiều vị. Thì hôm nay Đức Quyết xin quay cái video này để giải đáp giúp các bạn cái câu hỏi trên. Sản phẩm Z-Zert thì với cái xu hướng cô bác anh chị biết khoa học ngày càng phát triển đúng không ạ? Và sản phẩm Z-Zert của Zunet nó khác tất cả các sản phẩm khác trên thị trường, là các sản phẩm khác thì là công nghệ hấp thụ qua đường ruột, nhưng với sản phẩm Z-Zert của Zunet là dùng cái công nghệ sinh học cấp độ tế bào, là hấp thụ trực tiếp qua liêm mạc dưới đường liêm mạc dưới miệng. Chính vì thế cái hiệu quả của sản phẩm nó được đến 90-95%, và gần như 100% người dùng để phòng bệnh, để hỗ trợ điều trị bệnh, và những người có bệnh thì đều có hiệu quả, và hiệu quả rất rõ rệt và rất nhanh. Chính vì nó giải quyết được những cái bài toán nhanh và dễ sử dụng và không mất thời gian, và đặc biệt giá cả hợp lý. Cái câu hỏi thứ hai Đức Quyết sẽ chia sẻ là tại sao lại có nhiều mẫu mã như vậy. Thì tất cả các bạn cũng biết rằng là sản phẩm Z-Zert của Zunet là nó có mặt ở 160 quốc gia, và mỗi quốc gia thì lại có những cái văn hóa, cái tập quán và cái yêu cầu của Bộ Công Thương cũng như của pháp lý mỗi quốc gia khác nhau, là dẫn đến cái mẫu mã bao bì sẽ khác nhau. Nhưng có một điều đặc biệt là chất lượng không thay đổi, bởi vì tất cả 160 quốc gia trên thế giới thì đều lấy sản phẩm từ tập đoàn Zunet, và có duy nhất một nhà máy ở Florida, Hoa Kỳ. Chính vì thế có ba anh chị hoàn toàn tin tưởng. Ví dụ trong ba cái hộp sản phẩm ở trên đây, cái sản phẩm màu đây là dấu cộng, đây là sản phẩm là của Mỹ. Bởi vì ở Mỹ với sản phẩm Z-Zert này, người ta được gọi là thực phẩm y tế, tức là tất cả các bác sĩ được phép kê cái sản phẩm này cho những người đang có bệnh hoặc bệnh nhân. Sản phẩm này, cái bao bì này rất giống sản phẩm của Mỹ, nhưng là sản phẩm xuất xứ từ kho Singapore, nhưng không có dấu cộng, bởi vì cái ở Singapore thì vẫn đang coi đây là một thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm y tế, thực phẩm chức năng thôi ạ. Và bên trái Đức Quyết đây ạ, đây là các cái gói sản phẩm. Trong một cái bao bì hộp như này thì có 30 gói sản phẩm trong mỗi một cái hộp như này. Mỗi một gói này thì có 30ml, nó là dạng gel, là chúng ta ngậm rất dễ dàng, không phải pha, không phải chế biến. Còn đây là một cái sản phẩm của Malaysia, bao bì của Malaysia. Thì chỉ cần ba đất nước thôi thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là ba cái bao bì khác nhau. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là tại sao lại có nhiều giá. Thì các anh chị biết là sản Zunet Global đang có mặt ở 160 quốc gia, thì mỗi quốc gia nó sẽ có những công ty và cái văn phòng, cái kho riêng, và sẽ có những cái ngày kỷ niệm, ngày Tết độc lập hoặc những ngày kỷ niệm riêng. Thì mỗi một công ty ở một kho khác nhau thì nó sẽ có những cái chiến lược kinh doanh khác nhau, có những cái chương trình tri ân, chương trình kích cầu hoặc là chương trình khuyến mại khác nhau, thì dẫn đến
nó sẽ có những cái chương trình mua 3 tặng 1 hoặc chương trình tri ân. Thì chính vì thế giá cả từng kho với các thành viên cũng sẽ khác nhau. Chính vì thế chúng ta hoàn toàn tin tưởng và tuyệt đối. Còn cái sản phẩm bán lẻ của tập đoàn thì cô bác anh chị biết là giá niêm yết toàn cầu là 139,95 đô, tương đương với quy theo giá tiền Việt Nam nó rơi sấp xỉ 3,3 triệu, chưa kể chi phí ship. Bởi vì ở đây rất nhiều cô bác anh chị đã mua hàng của eBay, của Amazon, chúng ta phải ship từ nước ngoài về rồi đúng không ạ? Và cái yếu tố thứ ba, mọi người sẽ có câu hỏi tại sao nó có nhiều vị đến như vậy. Thì với phương châm của Junet là tập đoàn sẽ bán cho khách hàng chúng ta cái mà chúng ta cần chứ không phải cái tập đoàn có. Và cái vị khác nhau nó theo ý kiến và cá nhân của Quyết là do ảnh hưởng của văn hóa, ảnh hưởng của vùng miền, ảnh hưởng của ẩm thực. Cũng như ngay trong đất nước Việt Nam chúng ta, miền Bắc thì ăn khác, miền Trung ăn khác và miền Nam ăn khác. Chính vì thế thì cái vị nó cũng liên quan đến cái nhu cầu và cái thị hiếu cũng như cái ẩm thực và cách ăn của mỗi quốc gia khác nhau. Cho nên các anh chị khi mua hàng thì chúng ta cứ chọn nên chúng ta quen hàng của Malaysia, chúng ta mua của Malaysia, chúng ta quen hàng của Sinh, chúng ta mua của Sinh, quen hàng của Campuchia, chúng ta quen của Campuchia, quen hàng của Mỹ, chúng ta mua của Mỹ, đúng không ạ? Vâng, và trên đây thì Đức Quyết đã chia sẻ cho tất cả các bạn ba cái lý do. Một là tại sao Zizer có nhiều mẫu mã. Cái thứ hai là tại sao Zizer lại có nhiều giá. Cái thứ ba là tại sao Zizer lại có nhiều vị. Và quý cô bác anh chị mong muốn mua được cái sản phẩm thứ nhất đúng nguồn gốc xuất xứ, đúng giá, thì ngày hôm nay hãy comment trực tiếp xuống dưới video này. Và có 30 phần quà dành cho cô bác anh chị đăng ký mua hàng ngày hôm nay. Đó là được tặng một phần quà trị giá 500.000. Đó là một buổi kiểm tra sức khỏe tại GH Shop với 140 thông số. Cái thứ hai sẽ được tặng một hộp trầm hương để giúp cho cái ngôi nhà của quý vị trở lên thơm tho, thoáng mát và xua đuổi tất cả những tà khí và những cái virus vi khuẩn. Và ngày hôm nay để mua hàng quý vị có 3 cách đăng ký. Cái thứ nhất, hãy gọi điện trực tiếp để được gặp các chuyên gia, các bác sĩ của GH Shop, số điện thoại 0987697007. Thứ hai, các bạn có thể thông qua trực tiếp website ghshop.vn. Thứ ba, các bạn ở khu vực Hà Nội và lân cận thì đến trực tiếp tại GH Shop, số nhà 39, ngõ 32/65, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và Đức Quyết xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở các video sau. Và hãy đăng ký subscribe kênh để xem các video tiếp theo của GH Shop. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.